Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần đó là gì? Đó là chúng ta sẽ cùng viết thân bài các em nhé. Ok chưa? Rồi, chị giảng kỹ thân bài cho bọn em được rồi. Em thấy chị giảng mở làm em choáng. Sao mà choáng hả bạn? Có chi mà choáng? Hả? Có chi mà choáng đấy? Có gì mà choáng? Có đã có cái gì đâu mà choáng với choáng cái gì? Rồi à, ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm thân bài. Và các em ơi, như chị đã nói ở đây, được không ạ? Thì thân bài mà khi các bạn làm cụ thể là với cái dạng đề phân tích văn xuôi. Đối với cái dạng đề phân tích văn xuôi á, thì sao? Thì sao? Thì các em toàn kể thôi. Tôi buồn lắm. Tôi buồn vô cùng. Vì sao? Vì học sinh của tôi đại đa bây giờ, thời điểm hiện tại, toàn kể thôi. Kể lại làm chi? Kể lại làm gì? Người ta đâu cần các bạn kể hả các em? Đúng không ạ? Người ta có cần các bạn kể đâu. Các bạn toàn kể lại thôi. Các bạn toàn diễn đạt lại thôi. Buồn lắm, thật sự luôn. Đọc mà cứ cảm giác như là đọc lại sách giáo khoa thêm một lần nữa, kiểu kiểu vậy. Thế xong bắt đầu dùng những cái từ kết nối nó khiên cưỡng vô cùng, kiểu kiểu thế. Buồn. Nhưng mà chả có cách nào để có thể gọi là gì ạ, để có thể vượt qua được khỏi cái nỗi buồn đó bằng việc là tôi sẽ phải đi tìm cho các bạn về cái gì ạ? Tôi sẽ phải đi tìm cho các bạn về cái cách để chúng ta xử lý nó thôi nhá. Thế thì bây giờ xin mời. Xin mời, xin mời. Rồi, chính là em, chính em đây. Không kể thì không có dữ liệu. Rồi, đương nhiên là phải kể chứ, chắc chắn rồi. Thế nhưng mà cái phần quan trọng hơn là chúng ta cần phải phân tích cô nhá. Rồi, thế thì các em ơi, chị có lấy một cái đoạn về sông Đà đây nhá. Chị có lấy một cái đoạn mẫu về sông Đà đây. Chỉ là lấy cái đoạn mẫu để các bạn hình dung ra nó rõ hơn thôi nhá. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các luận điểm trong phần thân bài. Luận điểm 1. Luận điểm 1 đó là gì ạ? Đó là tác giả, tác phẩm, đoạn trích. OK không? OK không? Nhá. Tác giả, tác phẩm và đoạn trích. Được chưa ạ? Thế thì ở đây các bạn ơi, các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? À, các bạn có thể thấy rằng là đây là cái luận điểm mà đây, ví dụ nhá. Chúng ta sẽ phải triển khai theo hướng như thế nào? Chúng ta sẽ phải đi từ thông tin tác giả trước. Sau đó chúng ta dẫn vào tác phẩm. Thì ở trong tác phẩm này, cái phần quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là gì? Là hoàn cảnh sáng tác. Và viết thêm những cái yếu tố mở rộng nữa về những cái vấn đề liên quan tới tác phẩm. Ví dụ như là xuất xứ, mục đích sáng tác, cảm hứng sáng tác. Đúng không? Kiểu thế. Ok chưa? Nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ có về đoạn trích. Thì ở trong đoạn trích này thì các bạn thấy là cái quan trọng nhất là gì? Là tôi phải nêu ra về cái vị trí đoạn trích. Đúng không? Vị trí đoạn trích và nội dung đoạn trích thể hiện cái gì? Nội dung khái quát. Đó. Thế thôi, cứ thế mà triển thì có gì mà phải đau đầu nhỉ? Em phân tích như em đang nói chuyện với người chấm bài ý. Úi, cũng là một cái cách rất hay chứ Minh Thuận. Được không ạ? À? Chị nghĩ đó cũng là một cái cách rất hay. Đúng không nào? Đó cũng là một cách rất hay chứ. Rồi, ok. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ chú ý nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đấy là về thông tin tác giả thì các em có chưa? Có chưa? Về gì ạ? Hoàn cảnh sáng tác tác phẩm các em có chưa? Có đúng không? Tiếp tục về phần vị trí đoạn trích. Có chưa? Có rồi, chị Hiên phân bố cục cho cụ thể đến như thế còn như thế nào nữa? Đúng không? Thì bây giờ cái việc mà chúng ta cần làm là gì? Là viết thôi. Đúng không? Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có những cái phần để dẫn dắt nó nhẹ nhàng vào. Được không? Ví dụ như là tên tác giả. Gây ấn tượng với bạn đọc bởi. Kiểu kiểu vậy. Hay là gì ạ? Lần giờ. Được không ạ? Hay là ví dụ chúng ta có thể là gì ạ? À, đọc lại.
những trang viết của ai đó, của tác giả nào đó. Đúng không? Tôi nhớ về hình ảnh của một người nghệ sĩ như thế nào đó. Đó, kiểu kiểu vậy. Tức là chúng ta phải có những cái phần dẫn gì ạ? À? Chúng ta phải có cái phần dẫn nó đơn giản thôi, nó không cần phức tạp đâu. Nó đơn giản nhưng nó hiệu quả để chúng ta có thể dẫn được vào tác giả đó và bắt đầu trình bày những cái thông tin về tác giả đó. Thì chị khuyên các bạn là nếu như mà các bạn không có nhiều thông tin thì các em tốt nhất là các em cứ sử dụng những thông tin liên quan tới cái nội dung là về phong cách nghệ thuật, đề tài thường viết này, quá trình sáng tác này, bởi vì tất cả cái đấy nó đều liên quan đến nhau. Ok chưa ạ? Được không? Ok không? Nhá, được chưa nào? Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cách dẫn dắt kiểu đơn giản kiểu như vậy. Ví dụ như Nguyễn Tuân gây ấn tượng với bạn đọc với hình ảnh của một người nghệ sĩ tài hoa uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Được không ạ? Hay ví dụ những cái cách dẫn dắt rất đơn giản thôi, các bạn đừng có nặng nề quá trong cái việc này. Chỉ cần nó nhẹ nhõm, nhẹ nhàng để đi vào tác giả đó là được. Được không? Những trang văn là những trang hoa. Là những trang hoa. Được không? Đó là cảm nhận của tôi khi được gì ạ? Khi được đọc những cái trang viết của Nguyễn Tuân chẳng hạn. Đó là một người nghệ sĩ như thế nào đấy? Nhá. Gì đây ạ? Chị ơi, nếu sử dụng mở bài thông dụng quá, chả có lý do gì người ta trừ điểm các em cả. Không có lý do gì người ta trừ điểm các bạn hết. Mà người ta sẽ chỉ là có thể không cảm thấy ấn tượng với bài viết của các bạn. Thế nên là về gì ạ? À, thế nên là về cái vấn đề liên quan tới gì? Thế nên là về cái vấn đề liên quan tới sáng tạo thì người ta sẽ không đánh giá cao các em thôi. Có nghĩa là các bạn sẽ không được 0,5 điểm phần sáng tạo bởi vì người ta không ấn tượng về cách dẫn dắt của các bạn. Ý là như thế. Ok không? Còn chả có lý do gì mà người ta lại trừ điểm của các bạn trong khi các bạn đang làm đúng, chỉ là các bạn làm chưa hay thôi. Các em nhá. Chỉ là các em làm chưa hay thôi, các em đừng lo lắng quá về điều đấy. Được chưa? Nhưng các em phải nhớ này, tại vì sao mà chị nói rằng là các bạn nên lựa chọn những cái thông tin về gì ạ? À, các bạn nên lựa chọn những cái thông tin về gì? Những cái thông tin về quá trình sáng tác, về đề tài, về phong cách nghệ thuật. Bởi vì đó sẽ là cái cách rất là dễ để chúng ta dẫn vào tác phẩm. Bởi vì sao? Chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng ngay một cái câu dẫn đó là gì ạ? Và cái tác phẩm gì đấy. Đúng không? Và Người lái đò sông Đà là một trong những tác phẩm đấy, kiểu kiểu như vậy. Xong bắt đầu nêu ra về cái hoàn cảnh sáng tác. Thì cái hoàn cảnh sáng tác này các bạn đã được đề cập rất rõ khi chúng ta học kiến thức nền rồi. Nhá? Được chưa? Chúng ta đã được cung cấp rất rõ cái này rồi. Sau đó chúng ta có thể nêu về xuất xứ được rút ra từ tập nào không? Và bắt nguồn từ cái cảm hứng như thế nào của tác giả. Tức là chúng ta sẽ có thể phân tích một chút về cái thời điểm này, về giai đoạn này. Đó là những năm tháng như thế nào? Thường sẽ là như vậy. Đó là những năm tháng như thế nào đấy? Ví dụ trong kháng chiến chống Mỹ, đúng không ạ? Đó là những cái năm tháng mà trai gái ào ào ra trận, kiểu kiểu vậy. Hay là những cái năm tháng thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp vẫn còn nhiều những cái gian khổ ấy, kiểu kiểu như vậy. Nhá. Có nghĩa là chúng ta nên bình luận thêm, phân tích thêm về cái giai đoạn này. Bởi vì sao? Bởi vì các em đều biết như chị đã phân tích đấy. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái thời kỳ ra đời nó có ảnh hưởng tới năm sáng tác, nó ảnh hưởng tới nội dung sáng tác. Đúng không? Nó ảnh hưởng tới nội dung sáng tác đấy. Và tại sao tác giả lại viết về nội dung đấy đấy? Ok chưa ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Ok chưa? Phân tích thêm giúp cho chị cái đó. Ví dụ này. Ngay và luôn ví dụ. Đây. Được không? Ví dụ nhá. Thế xong bắt đầu nêu ra vị trí đoạn trích thì có bạn bảo chị là thế chị ơi, bây giờ đoạn trích của em mà rơi vào cái đoạn giữa giữa thì mình làm như nào? Thì chúng mình sẽ rất đơn giản thôi, chúng mình sẽ nói là gì ạ? Trích đoạn trên viết về nội dung gì thôi. Được không ạ? Còn nếu nó nằm ở phần đầu thì mình ghi phần đầu, phần cuối mình ghi phần cuối. Còn ở phần giữa thì khá là khó để viết.
nhá, mà mình sẽ chỉ viết là trích đoạn trên trọng tâm, diễn tả về, nêu lên cái nội dung gì là được. Ok chưa? Bởi vì về cơ bản người ta cũng chỉ yêu cầu chúng ta là nêu về cái vị trí đoạn, không phải là vị trí, mà chính xác là trong cái đáp án ấy, người ta yêu cầu là gì ạ? Là đây, người ta yêu cầu đó là vấn đề nghị luận mà. Đấy, được chưa? Thì tức là chúng ta sẽ nêu ra cái nội dung nó thể hiện, trích đoạn đấy thể hiện cái nội dung gì là được. Không cần trích câu đầu câu cuối đâu, bởi vì cái đó mình đã làm ở trên mở bài rồi em nhá. Thế đây ví dụ như chị có một cái phần viết như thế này, có quá nhiều điều, được không? Để độc giả ghi nhớ về Nguyễn Tuân, một chặng đường tuổi trẻ ngông nghênh và kiêu bạc mà ông đã từng đi qua, với việc bị đuổi học vì tham gia cuộc bãi khóa phản đối giáo viên Pháp nói xấu người Việt. Sau đó vì ham mê sự xê dịch, ông vượt biên sang Thái Lan trái phép và lại bị bắt lần nữa. Ông đã đi dọc chiều dài đất nước để tìm kiếm cái đẹp, tìm kiếm những điều mới mẻ. Tất cả những nơi in dấu chân của Nguyễn Tuân đều trở thành cội nguồn sáng tác trong những trang văn của ông. Và đối với người nghệ sĩ, cái đẹp là chức văn hàng đầu, là sứ mệnh thiêng liêng nhất của văn chương. Sinh thời, Nguyễn Tuân đã luôn trăn trở về cái đẹp trong suốt cuộc đời cầm bút của mình. Và người lái đò sông Đà là thiên tùy bút, được Nguyễn Tuân lấy cảm hứng sáng tác từ chuyến đi thực tế lên Tây Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và đặc biệt, đó, nói về tác phẩm đấy. Xong bắt đầu, tác phẩm được xây dựng, đấy, nói thêm về cái thời kỳ đấy là như thế nào. Ok không? Nhá, tác phẩm được viết trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nguyễn Tuân đến với nhiều vùng đất khác nhau, sống với bộ đội, công nhân và đồng bào các dân tộc. Thực tiễn cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo. Và trích đoạn trên nằm ở phần đầu của bài tùy bút, vẽ ra trước mắt bạn đọc khung cảnh sông Đà hùng vĩ, hung bạo, được thể hiện qua các hình ảnh đá bờ sông dựng vách thành, mặt gành hát lõng và quãng Tà Mường Vát. Ý là kiểu như vậy. Được chưa ạ? Các bạn có hiểu cách làm không? Vậy thì các em sẽ thấy là trong cái luận điểm 1 này mình sẽ phải làm 3 ý. Và mình cứ trình bày lần lượt. Được không ạ? Mình cứ trình bày lần lượt thôi. Nhá. Mình sẽ bắt đầu đi từ thông tin tác giả, xong dẫn vào tác phẩm, xong dẫn vào đoạn trích. Ok chưa? Cũng có nhiều trường hợp các bạn viết về hoàn cảnh ra đời trước, xong các em mới quay về nói về tác giả. Cũng không sao cả. Nhá. Cũng không sao cả. Các em nhá, cũng không sao cả. Được chưa nào? Không sao hết. Nhá. Thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Cái quan trọng là cái cách sắp xếp của chúng mình như thế nào thôi. Nhưng mà đương nhiên là cái cách sắp xếp là tác phẩm trước xong nói về tác giả cũng được. Đúng không? Nhưng mà chả có ai mà lại gì ạ? Chả có ai mà lại viết về đoạn trích trước xong rồi mới lại viết về tác giả tác phẩm. Như thế là vô lý. Bởi vì hãy nhớ rằng là khi viết bài thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự logic nữa. Đúng không ạ? Khi mà viết bài thì chúng ta cũng cần phải có cái sự logic nữa. Ok chưa? Được không nào? Em thấy luận điểm này cũng không trọng tâm mà sao dài thế chị? Đó là lý do vì sao mà các bạn ấy viết hai tờ giấy thi mới xong bài nghị luận văn học đấy, Hoàng ạ. Nhá. Còn đối với những bạn mà chỉ viết một tờ giấy thi thôi thì các em có thể tiết chế lại, lựa chọn những cái nội dung ngắn gọn hơn để mình viết thôi. Tự điều chỉnh. Em nhá. Ok chưa? Tự điều chỉnh. Được không nào? Tự điều chỉnh phù hợp với chính bản thân mình. Được không ạ? Rồi, thì đấy là cái cách số 1. Cách số 1 của chúng ta là chúng ta dùng những cái lời văn của các bạn thôi. Để chúng ta dẫn vào lời văn và kiến thức. Đúng chưa? Chúng ta cũng có một cái cách số 2 để viết cái luận điểm số 1 này. À, cách số 2. Đó là chúng ta dùng nhận định. Tức là bây giờ thay vì cái việc là tôi nói về tác giả là có những cái như thế này, như thế này, như thế kia, thì chúng ta có thể dùng nhận định của một ai đó đã nhận xét về cái phong cách nghệ thuật của tác giả đó như thế nào đấy. Xong rồi mình dẫn vào. Đó, ví dụ như là gì ạ? Người bạn thân cận, người bạn cùng thời với Kim Lân đã từng đưa ra một gì ạ? Nguyên Hồng, người bạn cùng thời với Kim Lân đã từng đưa ra một cái lời nhận xét về người nghệ sĩ này. Kim Lân là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Và lời nhận định ấy quả thực rất đúng khi đề tài mà Kim Lân thường lựa chọn là gì đó. Được không ạ? Khi đề tài Kim Lân lựa chọn thường lựa chọn là những cái đề tài như thế nào? Được chưa? Là những cái đề tài như thế nào? Được không ạ? Và sau đấy thì mình sẽ làm gì ạ?
Và sau đấy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ lại tiếp tục dẫn vào từ cái đề tài đấy, và một trong những cái tác phẩm tiêu biểu của đề tài đấy là gì đó. Ok chưa? Ok chưa ạ? Đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Nhưng chị thì chị vẫn khuyến khích là nếu như các bạn kết hợp được cả hai cái cách này thì tốt. Tức là vừa dùng lời văn mà nếu như mình đưa được thêm những cái nhận định vào thì tốt nhá. Còn đương nhiên thì nó phải là cả một cái quá trình để các bạn luyện tập sau buổi ngày hôm nay. Khi các bạn đã tiếp cận được đến cái nội dung đó là gì ạ? Đó chính là chúng ta bắt đầu cái hành trình đi tìm hiểu về phương pháp làm bài. Thì bây giờ là các bạn đang thiết lập lại về cái cách viết. Ok chưa ạ? Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu cái luận điểm 1 không? Các em ơi, các em có hiểu cái viết cách viết luận điểm 1 không ạ? Chúng mình có hiểu cách viết luận điểm 1 không ạ? Nhá. Hay là thậm chí chúng ta có thể sử dụng những cái nhận định, ví dụ như trong những cái bài mà tác giả nói về tác phẩm ấy, thì ông ấy có giải thích là cái tác phẩm đấy ra đời trong thời kỳ nào, tại sao ông ấy lại viết cái tác phẩm đấy. Thì chúng ta cũng có thể dùng chính những cái lời dẫn, tức là những cái lời tâm sự bộc bạch của tác giả, để chúng ta nói về cái hoàn cảnh ra đời. Được không ạ? Để chúng ta nói về hoàn cảnh ra đời, đấy cũng là một cái cách nhá, đấy cũng là một cách. Ok chưa nào? Đó cũng, đấy cũng là một cách. Đây chẳng hạn, ví dụ như trong Ai đã đặt tên cho dòng sông chẳng hạn. Đó, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nhà văn, nhà khảo cứu, nhà văn hóa. Ông là một nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo, thường viết về thể ký, đồng thời cũng là người có công đưa thể ký Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Ai đã đặt tên cho dòng sông được viết vào ngày 4 tháng 1 năm 1981, là một trong những bài ký được xuất bản lần đầu vào năm 1986. Tác phẩm đã làm nổi bật phong cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đó, cụ thể với đoạn trích được đề cập, ta thấy hình ảnh của dòng Hương Giang trong không gian của kinh thành Huế. Đấy, ý là như vậy. Ý là sao? Ý là chúng ta thấy rằng nó nằm ở giữa, thì chúng ta cũng không thể nào nói cụ thể là cái trích đoạn đấy nằm ở giữa được, mà chúng ta sẽ chỉ nêu ra khái quát lại cái nội dung của nó thôi. Kiểu kiểu như vậy. Các em nhá, được chưa nào? Rồi, chị giải thích rồi mà Lê Khanh, chị đã nói rồi. Chị bảo rồi là không có ai có quyền trừ điểm em cả. Chỉ là người ta sẽ không ấn tượng về phần bài viết của em, thế nên cái khả năng em được điểm sáng tạo là ít thôi. Ok chưa? Rồi, còn em làm đúng mà. Đấy là em làm đúng mà, chỉ là em làm chưa hay thôi, nên chẳng có ai có quyền trừ điểm em cả. Nhá. Rồi, nhất trí ạ. Các bạn ơi, các bạn đã hiểu luận điểm 1 chưa? Nếu như các bạn đã hiểu luận điểm 1 thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau chuyển sang luận điểm 2 nhá. Là luận điểm rất quan trọng. Đó là luận điểm phân tích. Ok không ạ? Luận điểm 2 của chúng mình là luận điểm phân tích. Ví dụ đoạn thơ mình nói là trích đoạn đó nằm từ câu bao nhiêu? Không, mình không nói cái đấy đâu. Thật ra trong thơ thì nó khá là dễ. Mình sẽ nói là một là cái đoạn thơ mở đầu, hay là đoạn thơ kết thúc, hoặc là đoạn thơ nói về nội dung gì thôi. Vẫn như thế thôi, chứ không nói từ câu bao nhiêu đến câu bao nhiêu đâu. Bởi vì bản chất là trên mở bài chúng ta đã có cái phần chấm 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 để trích cái trích đoạn đó ra rồi em ạ. Nên mình sẽ không cần phải nói cái đó nữa em nhá. Thì em chú ý giúp cho chị là như vậy, được không nào? Rồi, ở phần mở bài em không trích câu đầu câu cuối mà nêu nội dung. Không, em phải đưa đoạn trích vào, vì trong đề bài có đoạn trích mà. Em phải đưa đoạn trích vào nhá, được không ạ? Em phải đưa vào đoạn trích vào cho chị Thanh Bình nhá. Rồi, nào tiếp tục. Chị ơi, trong khúc thân bài dẫn chứng dài quá. Đấy, bây giờ mới bắt đầu nói đến thân bài, đến luận điểm 2 phân tích đây này. Ngọc Anh nhá, bây giờ chị mới nói đến cái phần đấy đây. Luận điểm 2 phân tích. Ok không ạ? Luận điểm 2 phân tích. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau có một cái phần nội dung cụ thể như sau. Ví dụ như ở đây chúng ta có, đây ạ, đề bài. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Đây, chị cho một cái trích đoạn đúng đảm bảo cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia luôn. Đúng chưa? Phải chưa? Thế thì bây giờ chúng ta có thể thấy là cái việc đầu tiên mà chúng mình cần phải làm nhé. Được không ạ? Cái việc đầu tiên mà chúng mình cần phải làm giúp cho chị đó là gì? Đó là các bạn cần phải nêu ra được, bóc tách trích đoạn để gạch ra hệ thống ý. Cái này rất quan trọng. Vì sao? Khi mà các bạn đã có hệ thống ý rồi, được không ạ? Khi mà các bạn đã có hệ thống ý rồi thì các bạn sẽ thấy là
À thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ rất là dễ hiểu và dễ làm và không bị sót ý. Bởi vì thường ấy là đa số các bạn khi viết bài đều trong một cái tâm thế là rất hay sót ý. Và thường là viết xong một ý xong tự nhiên nhớ ra, ôi chết rồi, ở phần trên mình lại thiếu mất một ý này rồi. Nhưng mà bây giờ bù vào kiểu gì, viết kiểu gì, chen vào kiểu gì, đúng không? Mà thời gian bây giờ mình sẽ chắc chắn là sẽ không đủ thời gian để mình viết lại được. Đấy là điều chắc chắn. Thế thì bây giờ mình xử lý như nào? Đúng không ạ? Nên là tốt nhất là các bạn đừng để trường hợp như vậy xảy ra. Về cơ bản, khi chúng ta phân tích thơ cũng có bố cục. Thì khi mà chúng ta phân tích gì ạ? Khi mà chúng ta phân tích văn xuôi cũng có bố cục. Các bạn ạ, nhá, cũng sẽ có bố cục đấy. Thế thì bố cục của nó là như thế nào? Thì bây giờ cái việc mà chúng mình cần phải làm đó là chúng ta sẽ bóc ý ra. Ví dụ đây nhá, mình nhìn, mình đọc cả trước tiên, mình nhìn toàn diện cái trích đoạn này trước. Mình có phán đoán được nó sẽ chia thành mấy ý lớn chính không? Mấy ý to không? Ý to thứ nhất đó là gì? Đó là đây là cái trích đoạn viết về cái vẻ đẹp gì ạ? Hùng vĩ, hung bạo của con sông Đà. Đây là ý to nhất, nội dung chính nhất. Và đây chính là cái nội dung mà mình cần phải làm rõ. Được chưa? Thế xong nhá, mình mới bắt đầu chia ra thành các ý. Thứ nhất, ý số 1 là gì? Là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo được thể hiện gì? À, qua đâu? Qua cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Đó, thứ hai là quãng mặt gành hát ló. Cái này các em có chia được không? Dễ đúng không? Bởi vì là chia ý to thì bao giờ cũng dễ. Còn chia ý càng nhỏ thì nó mới càng khó. Cái thứ ba là gì ạ? Quãng Tà Mường Vát với những cái hút nước. Đó, sau này các em làm nhiều thì tất cả những cái thao tác này các em cứ triển khai nó trong đầu thôi nhá. Em cứ triển khai nó trong đầu thôi, không cần phải quá phức tạp. Được không ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có nhá. Đấy, các em thấy chưa? Các em chia ý nhỏ này thì các em có thể làm được đúng không? Bây giờ mình phải chia nhỏ hơn. Mình bắt đầu đọc từng trích đoạn một. Đoạn đầu tiên, cảnh đá bờ sông dựng vách thành, để xem có mấy ý chính nhá. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái ít hầu, đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn sang bờ bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh, cảm thấy như mình đang đứng một cái ngõ. À thế thì các em ơi, cái này chị đã hướng dẫn các bạn chia chưa? À các bạn ơi, đây nhá. Thứ nhất, có phải cái ý này đó là cái vẻ đẹp hùng vĩ của sông Đà qua góc độ là mình cảm nhận bằng thị giác không? Có nghĩa là mình nhìn thấy. Thế thì trong cảm nhận về thị giác thì mình nhìn thấy, mình sẽ có ý thứ nhất. Đó là gì ạ? Câu thứ nhất là cái câu khẳng định nhá, đúng không? Câu thứ hai, cảnh đá bờ sông dựng vách thành, cụm đầu tiên phải phân tích đó là dựng vách thành. Cụm thứ hai phải phân tích là mặt sông chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Cụm thứ ba phải phân tích là chẹt lòng sông như một cái yết hầu. Tiếp theo là gì ạ? Đứng bên này, hai cái ý này có thể gộp chung vào với nhau, bởi vì nó đều khẳng định cho một cái quãng sông hẹp. Ok chưa ạ? Và một cái ý tiếp theo đây là gì? Qua gì? Qua cái cảm giác. Thế thì chị chia nhỏ cái ý này để chị phân tích ấy. Tức là cái hệ thống ý mà chị thiết lập ra để chị phân tích cho cái này ấy, thì nó sẽ bao gồm những cái ý như sau nhá. Thứ nhất là chị phải phân tích là sông Đà hùng vĩ và hung bạo qua thị giác. Và sau đó là qua đâu? Sau đó là qua sau đó là qua cảm giác. Đúng không? Qua cảm giác. Được chưa ạ? Một là qua thị giác và hai là qua cảm giác. Được chưa ạ? Qua cảm giác nhá. Được chưa nào? Thế xong rồi thì ở đây chúng mình sẽ chú ý là qua thị giác thì sẽ có các ý. Ý số 1 đó là cụm dựng vách thành. Thứ hai, yết hầu so sánh đấy. Thứ ba,
À, ném nhẹ tay hòn đá. Ném nhẹ tay hòn đá. Rồi thì gì nữa ạ? À, ném nhẹ tay hòn đá rồi thì gì? À, con nai con hổ nhảy vọt sang bờ bên kia. Được chưa? Rồi gì nữa nào? À, cảm giác ngồi trong khoang đò qua quãng ấy mà cũng cảm thấy lạnh. Đây là qua gì ạ? Qua cảm giác. Đấy. Thì là gì ạ? Cảm thấy lạnh. Và cái thứ hai là một cái liên tưởng độc đáo để chúng mình gì ạ? Để chúng mình có thể thấy được cái cảm giác chính xác trong thời điểm lúc bấy giờ là như thế nào. Thế thì về cơ bản các bạn sẽ thấy là chúng ta phải vạch được ra hết như thế này. Thế thì có phải là bây giờ quy trình chúng mình viết sẽ là à thị giác này, yết hầu này, nhẹ tay hòn đá này, cảm giác lạnh này, liên tưởng như thế nào. Và sau đấy mình sẽ, đây là mình mới chỉ ra là gì ạ? Mình vạch ra những cái gọi là dẫn chứng xuất hiện trong ngữ liệu thôi. Còn cái quan trọng hơn cả là mình cần phải làm gì ạ? Mình cần phải bình luận được về những cái ngữ liệu đó các em ạ. Đấy mới là quan trọng. Nhá. Cái quan trọng nhất là mình cần phải bình luận được về cái ngữ liệu đấy mới là cái khủng. Được chưa nào? Mới là cái khủng. Nhá, chứ không phải là chỉ dừng lại ở một cái câu chuyện là các bạn chỉ xác định được dẫn chứng như thế thôi đã là ok rồi. Không các em ơi, cái câu chuyện quan trọng hơn là các bạn còn cần phải biết bình luận. Thế thì mình vin vào những cái gì để mình bình luận? À nào, theo các bạn, theo các em thì chúng ta sẽ vin vào cái gì để chúng ta bình luận? Theo các bạn, theo các bạn thì chúng ta sẽ vin vào cái gì để chúng ta bình luận? À, theo các bạn thì chúng ta sẽ vin vào cái gì để chúng ta bình luận? Các bạn thử thử đưa ra quan điểm xem là các bạn cảm thấy là chúng ta sẽ vin được vào cái gì để chúng ta bình luận? Đối với văn xuôi. Nào, đối với văn xuôi thì theo các em là chúng ta sẽ vin được vào cái gì để chúng ta có thể bình luận được? Nào, theo các bạn cứ thoải mái đưa ra cái quan điểm nhá. À, các em cứ thoải mái đưa ra quan điểm nhé. Chị cũng đang rất rất muốn biết là theo các em hiểu thì ví dụ như chúng ta phân tích văn xuôi thì chúng ta sẽ bám vào những cái gì? À, ok. Ừ, rất chính xác. Nghệ thuật cụ thể ở đây sẽ là những cái gì? Nào. Nghệ thuật ở đây cụ thể sẽ là những cái gì ạ? Các bạn cụ thể hơn một tí nữa cho chị được không? Nào, các bạn cụ thể hơn cho chị một tí nữa được không? Nào. Các em. À, hình ảnh. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Biện pháp tu từ. Từ ngữ. Rất chính xác. Thế thì cái việc mà chúng mình cần làm sẽ là gì nhở? À, cái việc mà chúng mình cần làm đó là chúng ta sẽ phải nêu ra được cái gì nhở? Chúng ta sẽ phải nêu ra được cái gì nào? Chúng ta sẽ phải nêu ra được những cái nhận xét của chúng ta về những cái mà chúng ta vừa xác định được như vậy. Ok chưa ạ? Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá. À, thế thì cái việc mà chúng ta cần phải làm được ở đây là phải đưa ra được những cái nhận xét. Đấy là với việc sử dụng những cái biện pháp tu từ như thế thì nó thể hiện nội dung gì? Đúng không? Thì nó thể hiện nội dung gì? Đúng không? Thì nó diễn tả cái hay cái đẹp như thế nào? Và đó là một cái giọng văn ra sao? Thế thì các bạn cứ list ra được những cái câu hỏi kiểu như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể chủ động làm được và hoàn thành được về cái phần phân tích này, ngay cả trong trường hợp các bạn chưa thực sự quá hiểu về nó. Nhưng chỉ cần các bạn biết bám vào cái đó thì các bạn sẽ làm được. Và các em biết phân tách ý để chúng ta biết rằng là hai câu đó cùng thể hiện một nội dung thống nhất như thế nào thì chúng ta sẽ làm được đấy. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ làm được đấy. Đấy là điều chắc chắn đấy. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải dành nhiều thời gian để các bạn hệ thống lại và thiết lập lại về những cái ý nhỏ trong cái việc chúng mình phân tách ý nhỏ ấy. Đó, các em ạ, đấy là cái điều mà chị muốn là các bạn cần phải để ý. Các em nhá, đấy là cái điều mà chị muốn các bạn cần phải để ý giúp cho chị. Được chưa nào? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.